Thợ quay xin chào cả nhà. Hôm nay thì mình mới vừa vệ sinh xong cái máy này, thì giờ mới vừa treo nó lên để nổ máy cái thử, để cả nhà ai muốn mua thì cũng tham khảo sơ qua ha. Thì máy này là máy 8150, đời có đề, số máy nè C50E47 gì đó. Tất cả những lỗ bù lon đều còn đẹp ha, không có tình trạng là bị đóng sơ mi. Máy mình vệ sinh xong rồi nhìn cũng khá sạch sẽ, đề đâu còn hoạt động bình thường. Rồi giờ mình sẽ nổ máy test thử ha. Nổ đi máy. Ba số. Rồi, máy này mình bán với giá là 3 triệu nha. Anh em nào có mua alo cho mình. Mình sẽ để số điện thoại lên trên màn hình. Thì anh em nào mua cũng thấy đây rồi. Nay gần Tết rồi, mình cũng tranh thủ bán cho xong mấy cái máy còn lại. Thì kia là những cái máy mình cũng đang vệ sinh kiểm tra. Ở đây mình cũng đang vệ sinh lại cái chiếc xe này. Thì xe này nó cũng là cái dạng xe đồ chơi, nhưng mà cũng khá chất lượng. Xe này là để chạy ngoài bãi biển cả nha. Thì nói tiếng nó chạy ngoài bãi biển, nhưng mà mình chạy ở trong đất liền thì cũng đâu có liên quan gì. Máy nó là máy 2 thì bỏ ra lâu rồi, dây sên rồi nó cũng muốn xét rồi. Thì hiện tại mình đang vệ sinh lại. Vệ sinh xong rồi mình cũng sẽ làm một cái video test để chia sẻ, để anh em nào mà có muốn mua cho con cháu chạy chơi thì cũng thẩm định để mua. Tình trạng xe này thì vỏ đồ đẹp. Này mình gỡ bình xăng ra, chưa có mở ra xúc rửa. Dây điện đồ mình coi là nghiêm chỉnh, thắng đồ, làm tăng đưa thắng rồi lại vô dầu mở rồi cho nó ngon lành. Xe này nhìn thấy gian phụ vẹo đồ còn ngon lắm, tại vì nó tóm là ba xe thì cũng đâu chạy đâu nhiều đâu, thành ra đồ nó còn đẹp là chuyện đương nhiên rồi. Rồi video này mình chia sẻ ngắn thôi ha, test thử cái máy thì nó im vậy thôi chứ đâu có còn gì nữa để nói. Tình trạng im máy thì để thử bơm nhớt luôn. Cái bô nó hút á, nghe cái tiếng nó hút nghe chít 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 vậy. Rồi mở ra mà nghe cái tiếng thọt thọt này là biết bơm nhớt nó bơm mạnh rồi. Bơm nhớt này chạy là ngon lắm nè, không có sợ bị lấp nữa. Rồi, Thảo Quê xin chào tạm biệt các nhà nha. Hẹn gặp lại các nhà trong một clip sau. Ai mua thì alo cho mình.